mua gấu bông cũ về nhà. 3 tháng sau, cô gái phát hiện có camera giấu kín bên trong. Được biết, cách đây 3 tháng, trong một lần ra công viên tản bộ, cô Hà bắt gặp một quầy bán gấu bông ở ven đường. Vì là quầy hàng rong nên những con gấu bông không được quá đẹp mắt, thậm chí có những con trông như gấu bông loại cũ được giặt sạch sau đó đem bán lại. Tuy nhiên, vì giá rẻ chỉ 10 tệ, khoảng 30.000 đồng, nên cô Hà đã quyết định mua ủng hộ người bán một con gấu bông màu nâu. Khi đó, cô Hà hoàn toàn không hề hay biết ẩn đằng sau lớp bông dày là một thứ vô cùng đáng sợ. Sau 3 tháng mua con gấu bông về nhà và đặt nó ở phòng khách, vào một đêm, cô tỉnh dậy giữa đêm và vô tình phát hiện ra có chấm sáng đỏ phát ra từ con gấu. Cảm thấy vô cùng đáng ngờ, cô Hà đã lấy dao rạch con gấu bông ra thì phát hiện bên trong là một chiếc camera giấu kín. Suốt 3 tháng qua, chiếc camera này đã ghi lại cuộc sống của cô Hà. Điều này khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Qua tìm hiểu, đây là thiết bị ghi hình kết nối không dây. Mọi hình ảnh, âm thanh trong bán kính 5 mét đều được thu lại và xem trực tiếp trên một thiết bị điện tử. Ngay lập tức, cô Hà đã quay lại tìm người bán để đối chất, nhưng không còn người này ở công viên nữa. Sau khi trình báo và tìm kiếm không có kết quả, cô Hà đành đăng tải sự việc lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Khi mua các loại gấu bông, cần đặc biệt cẩn thận và cảnh giác, tránh việc bị đặt camera quay lén như trường hợp của cô Hà kể trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!